thế nào để ít clean? 5 lời khuyên để giảm cân lành mạnh. 1. Khái niệm ít clean. Hiểu đơn giản, ít clean có nghĩa là bạn ăn kiêng nhưng tập trung vào các thực phẩm còn tươi nguyên chưa qua chế biến. Nói chung, bất kỳ thực phẩm nào lấy thẳng từ mặt đất, cây cối hoặc động vật được coi là sạch và ngược lại là thực phẩm đã qua chế biến. Đây là một khái niệm khá phổ biến của Tocasino và Elamil. Đó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả thói quen ăn uống tập trung vào các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Thực phẩm sạch sẽ dễ hư hỏng. Nếu một loại thực phẩm không bị hỏng, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nó chứa đầy chất bảo quản, ngoại trừ trường hợp gạo lứt, hạt quinoa, yến mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt khô khác. Theo toán học thì một calo vẫn là một calo. Mặc dù vậy thì bên trong cơ thể con người, điều này không hẳn đúng. 100 calo từ sô-cô-la không thể cung cấp năng lượng tốt cho cơ thể của bạn giống 100 calo từ các loại quả mọng. Trong khi giúp cơ thể bạn hoạt động tốt nhất, thực phẩm sạch cũng thúc đẩy quá trình giảm cân. Hãy giảm cân bằng việc tuân theo chế độ ít clean, bạn vẫn có thể ăn nhiều theo ý bạn muốn. Ít clean có thể giúp cơ thể của chúng ta ăn uống và thay đổi một lối sống lành mạnh thay vì chế độ ăn kiêng tạm thời. Nó cũng có nghĩa là giúp bạn no hơn và hài lòng hơn, bởi vì thiếu thốn không phải là cách ăn uống bền vững. Làm thế nào để bắt đầu ít clean? Hiểu nôm na, ít clean có nghĩa là việc ăn các sản phẩm chưa qua chế biến, được lấy từ các loại động vật hoặc thực vật. 2. 5 lời khuyên hàng đầu để bắt đầu ít clean. Để thực hiện chế độ ăn sạch một cách dễ dàng nhất có thể, tôi đã đúc kết quá trình với 5 mẹo ăn kiêng tốt nhất của mình. Đây là những lời khuyên quan trọng nhất đã giúp tôi giảm cân bằng cách ăn nhiều hơn và khiến tôi cảm thấy tốt nhất. Cách bắt đầu. 1. Loại bỏ các đồ ăn chế biến sẵn và các chất tạo ngọt nhân tạo ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày của bạn. Việc đọc các nhãn trên thực phẩm chế biến nhiều khi sẽ khiến bạn cảm thấy mình giống một nhà khoa học và đang làm một thí nghiệm hóa học. Các chất hóa học này đôi khi đang đánh lừa cơ thể của bạn. Chúng có ở trong các thực phẩm chế biến sẵn và đôi khi khiến bạn cảm thấy thèm ăn hơn mặc dù chúng là các thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng không cao. Điều đáng sợ là các hoạt chất trong thực phẩm chế biến có sẵn như chất bảo quản, các chất tạo màu hoặc thuốc trừ sâu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của bạn và gây ra ung thư. Một trong những cách mà tôi đã tìm ra để giải quyết vấn đề này là mua các nguyên liệu tươi hơn, tránh xa các món đồ đóng hộp và có sẵn. Bên cạnh đó, hãy kiểm tra nhãn sản phẩm để tìm hiểu về các thành phần khó nhận biết. 2. Lên kế hoạch, ghi lại những gì bạn đã ăn. Lập kế hoạch cho các bữa ăn của bạn từ ngày hôm trước và theo dõi chúng sẽ giúp bạn nắm được các thông số cần thiết để giảm cân. Lên kế hoạch sẽ giúp bạn không phải lo lắng về việc ăn gì tiếp theo, kể cả khi bạn đói và phải ăn hết cả phần bánh Oreo. Tôi cam đoan với bạn rằng đây không phải là vấn đề hạn chế bởi bất kỳ phương tiện nào. Vấn đề chỉ là bạn sử dụng lượng calo hàng ngày của mình ra sao. Hãy vui vẻ với việc ăn uống lành mạnh và biến trải nghiệm đó thành trải nghiệm khoa học. Bạn có thể lấy ra những chiếc cốc và cân đo mọi thứ mà bản thân đã ăn và ghi lại chi tiết. Bằng cách làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được một khẩu phần thực sự trông như thế nào và số khẩu phần ăn trong một ngày sẽ ra sao. Sử dụng nhật ký giảm cân miễn phí của chúng tôi hoặc một tờ giấy và chiếc bút để theo dõi lượng thức ăn hàng ngày của bạn và thấy kết quả giảm cân đáng kể. Nhờ vào việc này, bạn có thể nhận ra các việc ăn uống khác nhau khi theo dõi nhu cầu thực phẩm của bản thân, ví dụ như ăn quá ít protein, và bạn có thể điều chỉnh nó. 3. Vận động cơ thể nhiều hơn. Tôi đã đề cập trước đây rằng kết quả giảm cân của bạn sẽ đến từ 70% chế độ ăn kiêng và 30% tập thể dục. Trong quy trình này, ít clean thường chiếm nhiều phần trăm nhất nhưng 30% còn lại cũng quyết định vô cùng nhiều thứ. Hãy đẩy nhanh quá trình giảm cân nếu cơ thể cho phép. Bạn có thể tận dụng hết 30% còn lại kết hợp với việc ít clean để cho ra hiệu quả tốt nhất. Tập luyện mạnh hoặc cardio đều có tác dụng giảm cân. Tập luyện sức mạnh tạo ra cơ bắp sẽ đốt cháy nhiều chất béo hơn trong suốt một ngày. Việc đẩy nhanh tiến trình giảm cân hơn nữa cũng có thể trở nên dễ dàng hơn nếu bạn tập cardio. Các buổi tập cường độ cao hàng ngày trên máy chạy bộ không cần thiết để giảm cân, trừ khi đó là điều bạn muốn. Đó có thể là 20 phút đi bộ vào giờ nghỉ trưa của bạn hoặc đạp xe với con bạn. Đừng lo khi bạn gặp khó khăn về thể chất, bạn có thể vận động bằng cách khác. Chẳng hạn như mỗi ngày sau khi làm việc được một tiếng, hãy đứng dậy và đi lại hoặc chơi ở sân sau với những đứa trẻ của bạn. 4. Uống 3 lít nước một ngày. Có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống nước nhiều sẽ giúp ích cho quá trình trao đổi chất, từ đó hỗ trợ giảm cân. Cơ thể của bạn sẽ ngay lập tức trao đổi chất chậm nếu bạn mất nước, dù chỉ là một chút. Mỗi tế bào trong cơ thể của bạn đều cần và sử dụng nước. Nó giúp cơ thể của bạn hoạt động được chính xác hơn. Thật khó để tìm một chất dù không vị, ít calo lại có thể mang đến cho bạn nhiều lợi ích như vậy. Tôi nghĩ bạn nên uống 3 lít nước mỗi ngày để giữ cơ thể của mình đủ nước. Điều này cũng khiến bạn dễ nhớ và dễ đo lường hơn. 5. Bắt đầu với việc ăn rau. Hầu hết chúng ta ăn một lượng rau ít hơn mức cho phép. Vì vậy tôi đã học cách lấp đầy một nửa đĩa rau của mình trong bữa ăn. Đồng thời tôi cũng lên kế hoạch cho việc ăn gì sau khi ăn rau thay vì ăn gì sau khi ăn thịt để tôi có thể kiểm soát được lượng rau mình ăn. Tôi thậm chí đã cố gắng bổ sung rau vào những món ăn chung cùng với gia đình khiến họ không nhận ra. Bạn có thể trộn súp lơ đông lạnh vào sinh tố hoặc khoai tây nghiền,
rau bina xay nhuyễn để làm nước chấm và rau củ, và lén cho bí ngòi thái nhỏ vào bất cứ thứ gì mà gia đình bạn không để ý. Kết luận, hy vọng rằng những kiến thức này đã giúp ích cho bạn trong việc bắt đầu eat clean. Nếu thực hiện được các bước cơ bản này và xây dựng chúng một cách tỉ mỉ hơn, bạn có thể đạt được kết quả nhanh chóng.